Hai bà mất chào mọi người nha. Thì nói chung là hôm nay trời thời tiết này nắng rất là đẹp nha mọi người, không có mưa. Hiện tại giờ trời nó cũng thế chiều rồi, cũng khá chiều rồi. Mình chạy ra chợ thì mình tìm bà bán cá, thì bà còn sót lại được mấy con cá Nguyễn Châu nha mọi người. Đây mình mua luôn nha mọi người, là mấy con cá Nguyễn Châu đi, mình lấy cho mọi người xem nha. 14 con nha mọi người, cá Lễ Châu còn cũng khá tư mọi người, ốp đá cá tư nhà người thấy nhỏ. Con nào lấy mình bự không nha mọi người, cho bá không à. Thì chung là cá này thật thà lắm nha. Thì mình nghe nói cá này là người ta để như người ta chiên không mọi người, chiên hoặc là nướng thì ăn nói chung là ăn mới được mọi người. Còn những cái món khác á, là kiểu như mình làm thì ăn nó sẽ khó ăn, người ta nói kiểu như nó tanh á, tanh ăn rất khó ăn, chỉ chiên với nướng thôi. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ không chiên không nướng nha người. Thì cá này mình sẽ lấy mình đi kho kho tiêu nha mọi người, kho tiêu thử làm sao nha mọi người. Thì mình có đem theo một cái nồi đất, đây là cái nồi đất này là dùng để mình kho đó nha mọi người, đó là đất của mình nha mọi người nè, mình mua lâu rồi. Kho mấy con cá Lễ Châu này kho trong cái nồi đất này nha mọi người. Nồi này cũng khá to đó, chứ không phải nhỏ đâu nha, kho được 4 con đó, chứ phải nhỏ nha mọi người. Đây mình có đem theo mớ đồ để mình kho, đây là củ hành hành chùm chùm mọi người, chùm bự đó, củ hành mình mua được 2 củ. Đây là mấy trái ớt, với đây là tỏi, còn đây là mấy trái hành. Cái này là cho này sẽ dầu hào để mình tạo màu, để mình làm cho mấy cá có màu sắc đẹp đẽ. Rồi hôm vọng đó thì mình sẽ tiến hành mình rửa mấy cá này, rồi mình sẽ măng nó, rồi mình sẽ tiến hành mình nấu luôn nha mọi người. Rồi mình mời mọi người xem tiếp video mình nha mọi người. Chào mọi người nha. Chung là nãy giờ hai ngón nóng, bây giờ thì cũng trời nó cũng không có sáng lắm, lúc mà bắt đầu quay thì trời nó cũng không có được tự nhiên không được sáng lắm, thì trời nó cũng đã xế chiều rồi. Nên là hai ngón hoàn thành xong cái món này là trời cũng đã chiều rồi, thì trời giờ trời nó cũng đã gần sắp tối rồi mọi người. Thì hai ngón thì sáng giờ hai ngón làm vườn mọi người, làm vườn làm chuyện này làm đun la chơi, cho nên là không có quay video được. Nên là lúc mà quay thì trời cũng đã khá chiều rồi, nên là xong chơi thì đời trời hiện tại giờ xong chơi thì trời cũng đã gần sập tối rồi mọi người ơi. Nên là hai bữa ngót tranh thủ làm cho nó xong nha mọi người. Thì có gì mọi người xem tối quá có mọi người nhớ thông cảm cho hai bữa ngót nha. Và hôm nay là hai bữa ngót làm đó là đầu đầu clip với hai bữa ngót có giới thiệu rồi. Cá Lễ Châu kho tiêu trong cái nồi đất nha mọi người. Mình thấy sao mọi người, cái này mình không có làm nước màu, ra nó hơi trắng trắng tí. Thì theo người ta thì người ta làm nước màu, mà nó có làm nước màu cái mình đổ cái chai dầu hào vô cho nó có mùi, mà nó
cũng thơm lắm, nhưng mà nó không có trắng, nó không có màu nha mọi người, nó cũng hơi trắng chắc ha, cho mọi người xem nè. Ha mọi người. Ý, đậu hết. Cũng nêm nếm thử rồi thì nó cũng rất là vừa ăn nha mọi người. Mình có rải mớ tiêu lên trên mặt hết rồi. Còn có ớt nè, ớt rồi tỏi, hành lá, hành củ, tiêu. Tiêu với ớt hai thứ luôn mà không biết ăn nó cho nó sao, nó cay dữ không mọi người. Giờ mình xin phép mọi người mình nếm thử nha mọi người. Mình đem đũa ra để mình nếm thử. Đây là miếng cá, khô cá, cá mình cắt ra nha mọi người. Thịt nó mọi người, thịt nó rất là mềm nha mọi người, mềm, ngọt, mềm. Nó không có kiểu, nó không có bị tanh nha mọi người. Mình ăn mình tưởng nó sẽ bị tanh mà không phải, nó rất là mềm nha mọi người. Khá là mềm, mềm xèo quá. Có xương một tí. Thơm, cay. Mình đang thử miếng nước cho mọi người. Vâng. Cắn quá, dạ, tối quá nên là mũi nó ra hơi nhiều nha mọi người. Mũi nó cắn ra hơi nhiều. Đây, mình mời mọi người miếng cá liễu châu kho tiêu trong cái nồi đất nha mọi người. Thịt nó rất là trắng mọi người, rất là ngon mọi người, như thịt cá lóc. Cá này cũng dư gì mấy không? Mới dư gì nhiều. Nhưng là khá là ổn nha mọi người, chứ không phải là tệ nha, ổn luôn. Nhìn cũng tự như là cái nồi kho mắm nha mọi người. Mắm cá lóc. Mắm cá lóc nha mọi người, giống như là mắm vậy. Cái này làm mắm ăn cũng được. Không tồi nha mọi người, không tồi. Khá là ok. Nha mọi người. Khá là ok nha. Giờ nóng. Củ hành nó rất là thấm, rất là mềm. Vừa ăn nha. Quanh nó không có hôi nha mọi người, củ hành không có hôi, nó không có khó ăn, nó mềm, mềm nó vừa ăn. Ổn. Đó là ổn. Nếu hôm nay mình quay nó clip này thì mình quay nó khá tối. Cho nên là mình sẽ kết thúc video sớm thì mình chào mọi người nha. Mọi người xem nhớ ủng hộ mình và thông cảm với mình cái video này nó hơi tối chứ. Mình chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Giờ không có nói gì nhiều hơn nữa thì chúc mọi người một buổi tối ăn cơm ngon miệng và ngủ ngon giấc. Rồi mình chào mọi người nha, bye bye.